Xe đạp thể thao VIP.com xin chào các anh chị. Mẫu xe đạp đua Sava EX7 Pro cực hot cực cháy trên thị trường hiện nay anh chị ạ. Bởi vì đây là mẫu xe đạp đua Đức, xe đạp đua quốc dân với mức giá rất là bình dân luôn và đang tặng tới anh chị 3 triệu đồng trên một xe. Và Sava EX7 Pro này đang được các anh chị cực kỳ ưa chuộng và mua từ shop xe đạp thể thao VIP.com rất là nhiều luôn. Và trong video này shop sẽ kiểm tra chiếc xe đạp đua Sava EX7 Pro để gửi cho anh Đồng ở Thanh Hóa. Anh đã đến với shop xe đạp thể thao VIP.com đặt mua online. Vâng, đây là mẫu xe đạp cực chất và ngay bây giờ shop sẽ kiểm tra, giới thiệu nhanh tới chị cấu hình và báo giá chi tiết tới anh chị luôn. Toàn bộ thông tin chi tiết của Sava EX7 Pro này shop đã đăng tải trên web xe đạp thể thao VIP.com cùng với giá của xe. Anh chị có thể truy cập theo đường link ở dưới phần mô tả video này. Anh chị thích mẫu này có thể đặt mua trực tiếp trên web hoặc đặt mua qua số điện thoại hotline bán hàng đang hiện trên màn hình 0989933958 đều được. Bạn có thể gõ trong ô tìm kiếm của YouTube từ khóa xe đạp thể thao VIP.com sẽ là các video đặc sắc của chúng tôi, hoặc cách đơn giản hơn là bấm vào nút đăng ký và ấn vào nút chuông để khi chúng tôi ra các video mới bạn sẽ là người đầu tiên nhận được. Vâng, chiếc xe đạp Sava EX7 Pro của anh Đồng ở Thanh Hóa đặt mua từ shop thì anh mua chiếc màu xám chì cực đẹp đây. Vâng, rất là đẹp anh chị nha. Có 4 màu, đó là đỏ ruby, màu san hô, màu trắng bạc và màu xám chì, cùng với hai size, size S tương đương với size 49 và size XS tương đương với size 47. Xe có cấu hình đó là phun nhôm đầu cá mập và sử dụng chiếc càng bằng carbon cao cấp. Với thiết kế của khung Sava EX7 Pro này, đây là thiết kế được hoàn thiện ở mức cao nhất anh chị nha. Toàn bộ mối hàn được xử lý nhám mịn hay được gọi là không mối hàn, đến trục giữa của khung cũng được xử lý mối hàn hay là vị trí phía sau này anh chị nha. Và thoáng nhìn tổng thể Sava EX7 Pro như xe full carbon vậy, cực chất luôn anh chị ạ. Và đầy đủ chứng chỉ UCI, và một chứng chỉ rất là giá trị cho xe đạp cao cấp đây. Và xe thì đang thiết kế khí động học toàn phần luôn anh chị ạ. Anh chị đang thấy đây, cáp âm toàn bộ trong tay lái, âm trong khung, âm trong càng. Tổng thể đó là thiết kế khí động học, vành bánh của hãng WTB, một thương hiệu rất là nổi tiếng anh chị nhá. WTB 700 sử dụng cặp lốp CT Recall 700x28C. Cái thương hiệu lốp CT Recall đây là cặp lốp chất lượng cao anh chị nhá. Công nghệ chống mài mòn và chống đinh luôn. Tiếp theo đó là bộ truyền động trang bị cho Sava EX7 Pro này là sử dụng bộ truyền động Shimano 105 R7000, 3 món, tay đề nắc 2x11 tốc độ, gạt đĩa và gạt líp Shimano 105 R7000, líp thả Sugix 11 tầng, đùi đĩa trục rỗng của hãng Đồng Wheel, xích KMC và cho ra 22 tốc độ. Xe thì đang sử dụng phanh đĩa cơ dầu trước sau, củ phanh dầu của hãng Bro. Vâng, với một chiếc xe đạp thể thao, một chiếc xe đạp đua mà sử dụng phanh đĩa dầu như này thì bóp cực chắc tay. Vâng, dễ dàng kiểm soát tốc độ. Và chiếc Sava EX7 Pro này thì chạy cực nước anh luôn anh chị nhá. Vâng, Sava EX7 Pro đang có giá 18.990.000, tặng luôn 3 triệu đồng đến khách hàng, tặng luôn 3 triệu đồng, giá chỉ còn 15.990.000, bao ship toàn quốc. Vâng, anh chị ở xa đặt mua xe online thì shop sẽ miễn phí vận chuyển đến tận nhà cho anh chị, nhận xe tại nhà, thanh toán tại nhà. Vâng, anh chị còn câu hỏi nào cần tư vấn thêm hãy liên hệ với shop của số điện thoại hotline. Cảm ơn anh chị đã dành thời gian theo dõi video. Chúc anh chị nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Còn bây giờ hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo từ kênh xe đạp thể thao VIP.com.